Buổi tập chiều mùng 1 tháng 6, đội tuyển Việt Nam nhận liên tiếp tin vui, thầy Kim tự tin ra mắt đấu Philippines mùng 6 tháng 6. Chiều mùng 1 tháng 6, tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, không khí buổi tập của đội tuyển Việt Nam đầy năng lượng và niềm vui. Tất cả các cầu thủ đều có mặt, khỏe mạnh và sung sức. Đây là tín hiệu tích cực cho đội tuyển khi chuẩn bị cho các trận đấu quan trọng sắp tới. Huấn luyện viên Kim Sang Sích đã đưa ra quyết định quan trọng, trao cơ hội cho Đinh Thanh Bình, tiền đạo đang có phong độ cao trong màu áo LP Hoàng Anh Gia Lai để thay thế vị trí của Văn Tùng, người đang gặp chấn thương. Sự vắng mặt của các trụ cột như Ngọc Hải, Văn Hậu, Hồng Duy và Đình Bắc không làm suy yếu đội tuyển Việt Nam. Với 27 cái tên được triệu tập dưới thời huấn luyện viên Kim Sang Sích, đội tuyển vẫn đảm bảo sự an toàn và đồng đều giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Không có sự xuất hiện của những tân binh bất ngờ, nhưng sự kết hợp giữa các cầu thủ kỳ cựu và các gương mặt trẻ hứa hẹn mang đến sự hòa quyện và hiệu quả cao. Huấn luyện viên Kim đã chọn những nguyên liệu quen thuộc cho ngày ra mắt của mình, dựa trên danh sách triệu tập có tham khảo từ huấn luyện viên tiền nhiệm Park Hang-seo. Trong bối cảnh V-League 2023-2024 giai đoạn đá dồn toa liên tục, chưa thể cung cấp một cái tên mới mẻ nào. Tuy nhiên, những trụ cột từng mấp mé bị đẩy ra ngoài kế hoạch của huấn luyện viên Chu Ji đều đang sung mãn và đạt phong độ tốt. Quang Hải, Tiến Linh, Tuấn Hải với 7 bàn thắng mỗi người sẽ dẫn dắt hàng công hàng phòng ngự vẫn có những gương mặt đáng tin cậy như Thanh Bình, Việt Anh, Duy Mạnh, Tấn Tài, Văn Thanh. Cuộc cạnh tranh ở vị trí thủ môn sẽ rất đáng chờ đợi giữa hai cầu thủ Việt Kiều tài năng là Đặng Văn Lâm và Nguyễn Philip cùng với Đình Triệu và Văn Chuẩn dự bị. Tuyến giữa chứng kiến sự trở lại thú vị của Tô Văn Vũ bên cạnh những cái tên quen thuộc Hoàng Đức, Tuấn Anh, Hùng Dũng và các nhân tố trẻ như Văn Trường, Văn Khang, Thái Sơn, đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ có vài ngày tập luyện trước khi tiếp đón đối thủ Philippines tại Mỹ Đình vào ngày 6 tháng 6, sau đó làm khách ở Iraq vào ngày 11 tháng 6. Thách thức lớn nhất của huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ là thời gian eo hẹp, khiến rất khó tạo ra đột biến lớn ngay lập tức. Việc thay đổi lối chơi và định hình phong cách mới là quá trình dài hơi, đòi hỏi nhiều thời gian dựa trên nền tảng đồng cảm và kết nối tích cực giữa ban huấn luyện và các cầu thủ, việc ông Kim chọn sử dụng con người và sơ đồ 343 quen thuộc cho hai trận ra mắt sẽ giúp ông và đội bóng nhanh chóng tìm được điểm chung. Có vẻ như ông Kim không ngại việc được đặt vào phép so sánh với những người tiền nhiệm. Thay vào đó, nhà cầm quân sinh năm 1976 hướng đến định hình dấu ấn bằng những cuộc nói chuyện, các bài tập đầu tiên và cách sắp xếp đội hình ra sân. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã lựa chọn đa phần là các tuyển thủ kỳ cựu từng khoác áo đội tuyển quốc gia tham dự vòng loại World Cup 2026, Asian Cup 2023 và giải U23 châu Á 2024. Rất nhiều gương mặt quen thuộc của người hâm mộ như Nguyễn Philip, Đặng Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh, Đỗ Duy Mạnh, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Toàn, vân vân. Trong 10 năm qua, các huấn luyện viên dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thường có khởi đầu tốt trong trận ra mắt những ngôi sao thời huấn luyện viên Park Hang-seo nhưng không được trọng dụng dưới thời huấn luyện viên Chu Jie như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tiến Linh, Hồ Tấn Tài đều được huấn luyện viên Kim Sang xích triệu tập. Khi đang thể hiện phong độ tốt ở V-League 2023-2024, ông cũng trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ như Quan Văn Chuẩn, Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thái Sơn, Trần Ngọc Sơn, Bùi Vĩ Hào. Trong 27 tuyển thủ được triệu tập, Huấn luyện viên Kim Sang-sik gọi 4 thủ môn, 9 hậu vệ, 8 tiền vệ và 6 tiền đạo. Hàng thủ và hàng tiền vệ là những vị trí tập trung nhiều trụ cột giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Nhiều khả năng huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ xây dựng đội hình có nền móng từ hàng thủ vững chắc cùng lối chơi thiên về phòng ngự chặt chẽ. Đây cũng là phương cách giúp huấn luyện viên Park Hang-seo thành công cùng tuyển Việt Nam trước đây. Bản danh sách tập trung lần này của huấn luyện viên Kim Sang-sik không có gương mặt mới nào. Đây là điều có thể hiểu được khi tân huấn luyện viên này chỉ mới làm việc cùng bóng đá Việt Nam được vài tuần và cũng chỉ theo dõi một số trận đấu ở V-League 2023, 2024 để lựa chọn cầu thủ. Hơn nữa, đội tuyển Việt Nam chỉ có 5 ngày chuẩn bị cho trận gặp Philippines trên sân Mỹ Đình Hà Nội nên không thể xáo trộn nhiều về lực lượng. Tuy nhiên, giới chuyên môn kỳ vọng nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể tạo ra một diện mạo mới cho đội tuyển Việt Nam. Sự thiếu vắng đáng tiếc nhất trong đợt tập trung lần này là những cái tên như trung vệ Quế Ngọc Hải hậu vệ Đoàn Văn Hậu và tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc do chấn thương. Theo kế hoạch, ngay sau vòng 22 V-League 2023-2024, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hội quân tập luyện vào ngày mùng 1 tháng 6 tại Hà Nội. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ tiếp đón đội tuyển Philippines trên sân nhà vào lúc 19 giờ ngày mùng 6 tháng 6 trước khi di chuyển sang Iraq để thi đấu trận cuối cùng tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Với khoảng thời gian tập trung rất ngắn này, việc sử dụng nhiều cầu thủ mới ở tuyển Việt Nam sẽ khiến huấn luyện viên Kim Sang Sích gặp khó trong việc lắp ráp và xây dựng lối chơi. Những cựu binh với nhiều kinh nghiệm và sự thiện chiến sẽ là giải pháp mang tính an toàn với tân huấn luyện viên Kim Sang Sích. Ông chưa từng nắm đội tuyển quốc gia trước khi nhận lời VFF dẫn dắt chiến binh sao vàng. Vì vậy, trong thời gian làm quen, bắt nhịp với môi trường bóng đá mới, ông cần thử nghiệm các đội hình và chiến thuật thi đấu của những người tiền nhiệm trước khi đúc kết, tạo nên phương pháp huấn luyện phù hợp với triết lý bóng đá của bản thân và thực tế của lực lượng ông có trong tay. Cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam gần như không còn, người hâm mộ mong chờ những thử nghiệm nào đó từ huấn luyện viên Kim Sang-sik, một trận thắng trong ngày ra mắt của ông sẽ mang lại khí thế mới, nhưng quan trọng hơn cả, người hâm mộ cần thấy một đội tuyển Việt Nam thi đấu hợp lý và mới mẻ để hướng tới tương lai. Mục tiêu lớn nhất của đội tuyển Việt Nam là vào chung kết Asian Cup 2024 diễn ra vào cuối năm. Do đó, Hai trận đấu tới sẽ là bước tập dượt và hoàn thiện dần đội hình cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Chiều mùng 1 tháng 6 đánh dấu khởi đầu mới cho đội tuyển Việt Nam với sự tự tin của huấn luyện viên Kim Sang-sik và sự đồng lòng của toàn đội. Những tín hiệu tích cực từ buổi tập đầu tiên hứa hẹn một tương lai sáng lạn, không chỉ trong các trận đấu sắp tới mà còn trong hành trình dài hơi của bóng đá Việt Nam dưới triều đại mới. Điều bất ngờ nhất trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam vào tháng 6 là không có cái tên nào gây nhiều bất ngờ. Toàn bộ 27 cầu thủ được huấn luyện viên Kim Sang-sik lựa chọn đều đã từng lên tuyển dưới thời những người tiền nhiệm như Park Hang-seo hay Chu Jie. Cách chọn người trong đợt hội quân đầu tiên của ông Kim Sang-sik gợi nhớ nhiều đến huấn luyện viên Park Hang-seo. 7 năm trước, khi mới đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam, thầy Park từng triệu tập một danh sách gần như trùng với đội hình mà huấn luyện viên Mai Đức Trung dùng trong hai trận đấu tạm quyền. Đặc biệt hơn, 11 cái tên trong đội hình xuất phát ở trận thắng Campuchia 5-0 Huấn luyện viên Mai Đức Trung tạm quyền, được huấn luyện viên Park Hang-seo giữ nguyên khi đón tiếp Afghanistan. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng không thay đổi sơ đồ 4-3-3 với bộ ba Văn Quyết, Anh Đức, Công Phượng trên hàng công. Kết quả thu được khá tích cực, đội tuyển Việt Nam hòa không đều với Afghanistan và giành vé dự Asian Cup 2019 sớm một vòng đấu. Phải đến sau trận đấu này, huấn luyện viên Park Hang-seo mới bắt tay vào công cuộc xây dựng một hệ thống chiến thuật hoàn toàn mới 3-5-2 và 3-4-3 đồng thời trao cơ hội cho hàng loạt tân binh. Cuộc cách mạng lối chơi và nhân sự của thầy Park mang tới thành quả ra sao thì người hâm mộ đều đã rõ. Bóng đá Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, giành hai huy chương vàng SEA Games và đạt rất nhiều cột mốc lịch sử. Phải khẳng định, huấn luyện viên Kim Sang-sik không hướng đến một màn tăng tốc ngay lập tức trong lần hội quân đầu tiên, có hai yếu tố lớn dẫn đến tính toán của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Thứ nhất, V-League trên thực tế chưa mang tới nhiều thay đổi so với thời huấn luyện viên Park Hang-seo hay Chu Jie khi mà giải đấu quốc nội chưa giới thiệu được thêm những nhân tố mới thực sự ấn tượng. Không thể yêu cầu huấn luyện viên Kim Sang-sik tạo ra một sự đột biến trong thành phần tuyển Việt Nam. Thứ hai, ông Kim sẽ chỉ có vài ngày làm việc cùng toàn đội trước khi bước vào hai trận đấu gặp Philippines và Iraq. Quãng thời gian chuẩn bị quá ngắn và không có trận giao hữu chính thức nào là một trở ngại rất lớn. Các cầu thủ không dễ để nắm bắt được trọn vẹn ý đồ chiến thuật chỉ với vài buổi tập thay đổi một cách quá nóng vội có thể dẫn đến nhiều khó khăn cho cả huấn luyện viên lẫn cầu thủ ảnh hưởng lớn tới màn trình diễn trên sân chính vì thế việc duy trì bộ khung với những nhân tố từng được hai người tiền nhiệm Park Hang-seo và Chu Díe Chu là một bước đi an toàn của huấn luyện viên Kim Sang-sik một trận hòa không đều trên sân Mỹ Đình nghe có vẻ kém tương mừng nhưng lại là viên gạch đầu tiên cho kỷ nguyên rực rỡ của huấn luyện viên Park Hang-seo huấn luyện viên Kim Sang-sik lúc này cũng vậy cần một màn cất cánh an toàn cùng đội tuyển Việt Nam trước khi mơ về những cái đích xa hơn. Cựu trợ lý thầy Park nói điều thật lòng về huấn luyện viên Kim Sang Sik. Cựu trợ lý huấn luyện viên Park Hang Seo, ông Bae Chi Won cho rằng người hâm mộ không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào huấn luyện viên Kim Sang Sik. Ngày hôm nay, mùng 1 tháng 6, huấn luyện viên Kim Sang Sik đã có buổi làm việc đầu tiên cùng các học trò mới tại đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc và ban huấn luyện sẽ có khoảng 5 ngày lên đấu Pháp tập luyện và chuẩn bị cho trận gặp Philippines vào mùng 6 tháng 6 tới. Trong năm 2024, bóng đá Việt Nam đã trải qua chuỗi trận đáng thất vọng dưới thời cựu thuyền trưởng Philip Chu Vậy nên, người hâm mộ kỳ vọng sự hiện diện của tân thuyền trưởng Kim Sang-sik sẽ giúp đội tuyển Việt Nam giải tỏa cơn khát chiến thắng. Mới đây, cựu trợ lý của huấn luyện viên Park Hang-seo, đồng thời cũng là cựu huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Viettel ông Bechi Won đã đưa ra những phân tích về huấn luyện viên Kim Sang-sik được biết, ông B mong rằng người hâm mộ không nên gây áp lực hay đặt quá nhiều kỳ vọng vào cựu thuyền trưởng của John Burke Hyundai Motors. Ông nói, người hâm mộ Việt Nam không nên nhìn vào thành tích quá khứ của ông Park rồi đặt kỳ vọng quá lớn cho ông Kim sang xích, bởi điều này thực sự sẽ tạo nên gánh nặng không nhỏ. Muốn thành công được như ông Park, huấn luyện viên Kim sang xích cần phải nỗ lực để thích ứng với đặc điểm và môi trường bóng đá Việt Nam. Đặc biệt, người huấn luyện viên cần hiểu rõ bối cảnh, văn hóa Việt Nam cũng như tư tưởng, thói quen của họ huấn luyện viên b cũng mong rằng huấn luyện viên kim sang sik sẽ không đặt nặng vấn đề về thành tích của huấn luyện viên park hang seo trong quá khứ rồi tự gây áp lực lên chính mình nếu điều đó xảy ra ông kim sẽ rất dễ dàng thất bại giống huấn luyện viên chu jie huấn luyện viên b chia sẻ ông kim đừng áp lực rằng vì huấn luyện viên park hang seo đã thành công tại đây nên bây giờ mình cũng cần làm được điều tương tự điều đó có thể khiến ông thất bại như thời huấn luyện viên chu jie điều quan trọng vẫn là huấn luyện viên kim sang xích phải hệ thống hóa rõ ràng triết lý quan điểm bóng đá của mình sau đó vận dụng đúng đặc điểm của bóng đá việt nam để hoàn thiện chiến thuật nói cách khác về chuyên môn ông kim hãy cứ tự tin để đội tuyển việt nam chơi theo thứ bóng đá mà ông ấy mong muốn